AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay thì số bạn sẽ có một video rất là đặc biệt, trải nghiệm sớm một tựa game có tên gọi là Nhất Đại Tông Sư Mobile. Đây là một sản phẩm hợp tác giữa nhà phát hành Soa Game và đơn vị công ty sản xuất game rất là nổi tiếng trong nước, đó chính là Hiker Games. Thật ra thì nhân duyên của Soa Game cũng như là Hiker Game thì diễn ra cách đây rất lâu rồi, thông qua rất là nhiều tựa game, đặc biệt là những cái tựa game liên quan đề tài kiếm hiệp. Thì Cam Nhất Đại Tông Sư Mobile này tiếp tục sẽ là một sản phẩm game nhập vai thẻ tướng lấy cái bối cảnh kiếm hiệp. Còn cụ thể như nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé. Nhất lại nữa thì đây là cái phiên bản trải nghiệm độc quyền của Sói Bạc với tựa game Nhất Đại Tông Sư Mobile này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và trải nghiệm nhé. Ở đây là server thử nghiệm thôi mọi người nhé. Đây ở cái phiên bản mình đang trải nghiệm, đây là phiên bản dành cho Android nha mọi người ơi. Rồi chúng ta sẽ đặt tên và vào game này. Chúng ta sẽ có một con game ở đây và phần giang hồ này. Nét vẽ nhân vật khá là chi tiết đấy chứ. Vào chiến đấu. Có vẻ như là một dạng game thể tướng thành tay đúng không? Chúng ta sẽ mũi tên màu xanh chỉ định mục tiêu tấn công của đệ tử trong đội hình. Rồi, như vậy là ở cái con Nhất Đại Tông Sư Mobile này có một cái điểm khác biệt so với rất nhiều game thể tướng mình từng chơi rồi, đó là ngoài việc là sắp xếp vị trí đứng của tướng ra, của nhân vật ra, thì game này thì các bạn có thể tùy chọn mục tiêu để tấn công. Tức là bạn kéo thả, có mũi tên các bạn kéo thả này. Đó, các bạn thì kéo thả vào đây, chọn mục tiêu tấn công. Khác biệt nha, khác biệt rất là lớn luôn. Đây rồi, đồ họa 3D luôn này. Xoay 3, gần như là xoay 360 độ, xoay khoảng 180 độ thôi, nhưng mà là đồ họa full 3D luôn anh em ạ. Còn cái gì nữa đây? Chọn mục tiêu tấn công. Tức là game này thì các bạn có thể chọn mục tiêu để cho các nhân vật của bạn tấn công. Rất là hay, ngay trong, tức là theo kiểu thời gian thực luôn ấy. Đấy, mình có thể ấn vào cái hình bản đồ này và chọn mục tiêu để nhân vật mình tấn công. Hiệu ứng kỹ năng chiến đấu rất là đẹp luôn. Phê nhở, nhìn này, Thái Huyền Kinh. Đẹp đấy, công nhận là Hiker Game thì họ làm game càng ngày càng lên tay anh em ạ. Hồi xưa mình nhớ là mấy cái sản phẩm đầu tay của Hiker Games thì chủ yếu là mấy con game cũng 3D đấy, nhưng mà nó không được đẹp như thế này. Nói chung là đúng là kiểu cứ càng làm nhiều ấy, chúng ta càng quen tay, càng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Thế nên là những cái sản phẩm sau này của Hiker Game càng ngày mình thấy là phải nói thật sự là càng ngày càng tiến bộ anh em ạ. Và với cái con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này này, phải nói đồ họa làm rất là tốt luôn, các bạn nhìn này. Hình ảnh 3D nhá, nhân vật vẽ rất là chi tiết, rất là đậm chất kiếm hiệp luôn. Bên cạnh đó thì những cái hiệu ứng về mặt hình ảnh, đây, ánh sáng đổ bóng thứ làm rất là chuẩn chỉ luôn, rất là sắc nét. Thật sự là còn hơn rất là nhiều con game đến từ Trung Quốc ấy anh em ạ. À, các bạn nhìn này, những cái đường nét ánh sáng đổ bóng nhân vật làm cực kỳ nét luôn, không hề có răng cưa nhá, không có răng cưa luôn. Mà chơi lại rất là mượt luôn, mình chơi không có hiện tượng giật lag gì cả, hiệu ứng chiến đấu thì quá hoành tráng rồi. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục có một con game về đề tài kiếm hiệp nhá. Và bạn nào mà yêu cầu dạng game mà phải có đồ họa 3D đẹp các thứ thì chắc chắn là con Nhất Đại Tông Sư Mobile này sẽ đáp ứng được cho anh em nha. Rồi, vừa rồi là những cái phần gọi là chiến đấu cơ bản đầu tiên đúng không? Chúng ta sẽ có phần bí kíp này. Đấy, có cả lắp cả bí kíp vào luôn. Thì bí kíp của chúng ta sẽ có chia ra rất nhiều loại, thì nữa thì mình sẽ tìm hiểu sau. Ở đây mình vẫn đang chơi theo hướng dẫn của game nhá. Có bí kíp công kích này, bí kíp hỗ trợ. Đó, các bạn thể lắp bí kíp vào. Nó như kiểu là kỹ năng nhỉ, kỹ năng bổ trợ ấy. Thì nó lại chia ra rất nhiều loại bí kíp để tấn công, bí kíp để hỗ trợ. Đây, chúng ta sẽ dùng khốc tăng bổng pháp. Ấn vào đây để sử dụng bí kíp này và chọn mục tiêu để tấn công. Đấy, đối với con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này, anh em phải lưu ý ở cái phần gọi là chọn mục tiêu nhé. Game cho phép anh em chọn mục tiêu tấn công ngay trong trận đấu luôn. Rất là quan trọng để kiểu như các bạn thấy kẻ địch nào mạnh thì các bạn sẽ tập trung điều khiển các nhân vật của bạn tấn công ấy. Thậm chí là các bạn muốn từng nhân vật, muốn tấn công từng kẻ địch cũng được luôn. Đấy, cái mức độ tùy biến chiến đấu trong game này mình thấy là khá là cao so với rất là nhiều con game thể tướng mình từng chơi trước đây. Tức là thường các cái game khác thì các bạn chỉ có bố trí đội hình rồi và nó chiến đấu, một là đánh theo lượt đúng không, hai là kiểu loạn đồng đánh tùm lum, mình không thể điều khiển là tấn công các mục tiêu
Đấy, nhưng mà đối với con nhất đại tông sư mobile này thì chúng ta, các bạn để thấy là chúng ta sẽ có thể điều khiển nhân vật chiến đấu được. Trời ơi, nhân vật kiểu chọn mục tiêu ấy. À đây còn thêm nữa này, thêm đệ tử vào trận hình. Đây chúng ta sẽ thêm vào trận hình nhá. Tối đa một đội hình sẽ là 5 thành viên nha mọi người nhá. Và sẽ có cả trận pháp nữa, mình gọi là trận pháp đi. Đấy, trận pháp để mình chưa rõ là cái phần trận pháp này thì nó sẽ ảnh hưởng gì nhiều không, nhưng mà có phần trận pháp nhá. Đây xem thông tin này, xem thông tin nhân vật, và các bạn này nâng cấp nhân vật lên như kiểu là lắp trang bị mà này. Đây chúng ta sẽ ấn vào tự trang bị đấy. Thêm cái nút tự động trang bị rất là tốt luôn, giúp mình tiết kiệm thao tác ấy. Mình chỉ cần ấn một nút thôi là sẽ tự động mặc trang bị luôn. Đây các bạn này, cái mũi tên là chọn mục tiêu tấn công này. Và mình đang kích hoạt luôn cái tính năng gọi là tự động dùng bí kíp rồi. Sau này thì sẽ có cả nút tăng tốc trận đấu nhé. Đây có nút tăng tốc này. Cái chữ 18 cộng này thì hơi to anh ạ. Cho bé nữa, bé đi một xíu thì ok. Hơi to. Hiệu ứng chiến đấu đẹp chưa? Này, với việc là các bạn để tùy chỉnh góc nhìn nhé. Không zoom gần zoom xa thôi, nhưng mà thế này đẹp rồi. Đấy đủ, rất là vẽ, rất là chi tiết luôn. Không ngờ đấy, thật, mình không ngờ luôn. Ví dụ bây giờ mà mình giới thiệu, mình bảo đây không phải là một con game do một studio của Việt Nam sản xuất ý, chắc này em không tin đâu. Thực sự là đồ họa rất là đẹp luôn. Đây chúng ta sẽ có tính năng nhận quà rảnh tay này. Cái lối chơi nhập vai thẻ tướng rảnh tay thì đang là một cái lối chơi mình nói thật là rất là thịnh hành ngày nay. Nó giúp anh em tiết kiệm chơi, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để thao tác trên màn hình, không mất nhiều thời gian để cày cuốc. Thế nên là việc mà con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này nó đi theo hướng là game rảnh tay, thẻ tướng rảnh tay, mình thấy rất là hợp lý luôn. Và nhiều anh em rất thích cái thể loại này. Đây thêm tướng này. À nó còn chia phe ra cơ. Ui nó như kiểu auto chess nhỉ. Đây thì mình chỉ cho anh em. Con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này ở cái phần trận hình nó có rất là nhiều để nói, điều để nói luôn anh em ạ. Nhưng mà ban đầu ở đây thì mình đang gọi là chơi theo hướng dẫn của game nha. Thì mình sẽ có rất nhiều điều để nói về cái vấn đề này. Ồ, nó có kiểu như là kích tướng kiểu là anh hùng ấy thì nó sẽ có chia ra các cái phe ấy, và các bạn đưa tướng cùng phe ra trận, nó còn kích như là kích cả dòng lên nữa cơ. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu sâu hơn nhé, mình vừa thấy thoáng qua là như vậy. Ở đây thì cứ chơi theo hướng dẫn đã anh em ạ. Rồi chúng ta xem vào phần nhân vật, các bạn có thể nâng cấp anh hùng này. Các bạn có thể tăng cấp, lắp trang bị. Đây, tăng cấp trước. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn, để dành cho những bạn nào mà lần đầu tiên chơi cái thể loại game thể tướng rảnh tay này cũng có thể dễ làm quen nhá. Như Sói Bạc thì mình chơi thể loại này quá nhiều rồi, nên là việc làm quen với game này thì thực sự là không khó. Đấy, không khó một chút nào. Game ổn lắm anh ạ. Thực sự đấy, thực sự là bất ngờ luôn. Đúng rồi, tôi cứ nghĩ là chỉ dạng game thể tướng ở thì chiêu mộ tướng rồi lắp tướng vào trận hình chiến đấu. Nhưng mà không ngờ ở trong cái phần trận hình ở trong game Nhất Đại Tông Sư Mobile này nó thực sự nó rất là chuyên sâu luôn. Có thể là mình nghĩ có thể là hacker game họ cũng chơi rất là nhiều game, họ rút được kinh nghiệm từ những con game thể tướng rảnh tay trước đây rồi, nó bị lặp đi lặp lại quá ấy. Thì với con Nhất Đại Tông Sư Mobile này mình thấy là có một cái sự đổi mới, như các bạn đã thấy là về mặt trận hình. Rồi chúng ta có tính năng mới này, đùa cái chữ này thì mình, nếu mà có cái mình không thích lắm đó, cái phần chữ 18 cộng này nó hơi to. Rồi chúng ta có tính năng hành tẩu này. Đấy, mở bắt đầu ra có hoạt động này như kiểu leo tháp đấy anh em. Tính năng leo tháp. Tí nữa thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần trận hình nhá. Ở đây là mình đang chơi theo cái phần hướng dẫn của game thôi nên mình chưa xem kỹ được. Đây mình sẽ sử dụng tăng tốc cho nhanh, chúng ta sẽ có tăng tốc x2. Chắc chắn rồi, game thẻ tướng thì sẽ không thể thiếu được cái phần gọi là phần tăng tốc trận đấu này, giúp anh em tiết kiệm thời gian hơn. Thậm chí nếu mà sau này có nút bỏ qua nữa thì mình nghĩ là ok hơn rất là nhiều luôn ấy. Rồi chắc là ok rồi đấy. À chưa được, và chúng ta sẽ có thêm phần này, môn phái. Hãy đến phần chiêu mộ, đây rồi, chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ nhá. Tí nữa chắc là anh em quan tâm đến phần tỷ lệ chiêu mộ đúng không? Tí nữa mình sẽ tìm hiểu. Thì các bạn sẽ được tặng 10 lượt quay miễn phí đầu tiên luôn. Wow. Như vậy là nhiều đấy anh em ạ, bởi vì nhiều game nó chỉ cho một lượt thôi, game này cho 10 vé quay luôn. Rồi mình sẽ được một nhân vật tướng cam này. Đây, chúng ta sẽ có 3 loại chiêu mộ nhá, chiêu mộ hảo hữu, chiêu mộ
theo hệ và chiêu mộ tất cả, thì thường anh em sẽ chiêu mộ tất cả này thì nó sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ có phần tỷ lệ 50,6% ra tướng cơ bản, 44,5 ra đệ tử 1 sao và 4,9% xuất hiện đệ tử 3 sao. Đây là một cái tỷ lệ là trung bình, tức là hầu hết gần như là hầu hết các game này là tầm 5%. Thì mình nghĩ đây là một cái tỷ lệ cũng ok thôi, một tỷ lệ kiểu giống đa phần rất nhiều game thể tướng khác. Đấy thì mình nói thẳng ra luôn là như vậy. Tất nhiên là sẽ có những con hơn, nhưng mà trung bình là tầm 5% thì con game này mình nghĩ là thiết lập tầm này là ok rồi, cũng không cần phải cao, kể ra cao hơn thì anh em khoái hơn đúng không, nhưng mà thôi thế cũng tạm được rồi. Đấy thì đây là giao diện chính của con game hành tẩu của con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này. Giao diện làm theo kiểu 2D thôi, cũng rất là dễ nhìn, các cái tính năng bố trí hợp lý. Ở đây mình có thể xem được cái tướng mình ra trận luôn ở đây này. Đấy, ở đây là phần nút cài đặt. Đó, cài đặt thì nó thật sự là nó cũng không đơn giản thôi, vì con game này mình thấy là nó tối ưu rất là tốt rồi. Đấy, điểm danh nhận quà này, nút bấm to rõ ràng nhá, dễ nhìn. Cái này bạn nào mà chơi màn hình nhỏ thì sẽ rất là dễ bấm đây. Thực sự là các cái nút bấm này nó rất là to và dễ nhìn luôn ý. Ờ, chúng ta vào phần nhân vật này. Trong phần nhân vật này, như mình đã nói là có tăng cấp, lắp trang bị. Sau này thì có phần tính năng kinh mạch này, lắp ngọc bảng ngọc này, rồi thuộc tính. Thuộc tính thì nó ghi là ngoại vực thân pháp trung lập. Đây, mình thấy là nhân vật nó sẽ còn chia ra 5 vai trò chính. Hộ vệ như kiểu muốn đóng vai trò là một tanker, đỡ đòn, nội gia, kiểu sát thương nội công ấy, võ tông, sát thương cận chiến, xạ kích, sát thương vật lý tầm xa, và cuối cùng là tướng hỗ trợ. Đó. Rồi chúng ta sẽ đến phần đội hình đi. Mình rất là muốn nói nhiều về phần đội hình của con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này. Phần đội hình rất là chuyên sâu luôn. Gì đây? À, tu luyện nhanh nhận quà này. Đây, đánh thử nhá. Đây, như mình đã, chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là trận hình. Thì ngoài việc là các bạn đưa tướng ra hình ra đúng không, thì anh em sẽ có phần chọn mục tiêu tấn công ạ. Ấn vào avatar nhân vật tướng của bạn. Đây, các bạn chọn mục tiêu tấn công này. Đấy, rất là hay luôn. Một là hệ thống nó sẽ mặc định là mặc định nhá. Hai là anh em sẽ có thể, ví dụ mình thiết lập cả 3 người đánh cùng một tướng này cũng được này. Đó, cái này tùy mỗi người thôi. Rồi chúng ta sẽ có phần trận hình. Đó, sắp xếp trận hình. Cái này mình cũng chưa rõ là nó sẽ có sự khắc chế như thế nào. Rồi nó có cả phần kích hoạt ở đây. Ví dụ như là nếu mà đủ 3 tướng hiệp khách thì các bạn sẽ kích hoạt thêm 20 kháng ngoại công này. Cái này cũng khá là quan trọng nhé. Chúng ta sẽ có ô 9 ô ngoại vực, hiệp khách, hoàng tộc, chính phái, trung lập, tà phái, nội tức, thâm pháp và lực tay. Thì bao gồm là nó sẽ chia ra là xuất thân của tướng này, phe này, là chính phái, trung lập hay tà phái này. Và cái phần chỉ số của nhân vật nó thiên về nội công, thân pháp hay lực tay. Đấy, khi mà các bạn đưa những cái tướng mà cùng, ví dụ ở đây mình có đưa 4 tướng trung lập đúng không, thì nó sẽ kích hoạt dòng trung lập này, 3 tướng hiệp khách nó kích hoạt 3 dòng hiệp khách này. Và ở đây thì mình thiếu ở cái phần nội tức và thân pháp và lực tay này, thì sau này mình sẽ kiếm một cái tướng nào đó mà sẽ có đủ là hiệp khách này, trung lập và ví dụ thân pháp hoặc là lực tay, thì nó sẽ cố gắng là kích hoạt được 3 dòng nhá, thì nó sẽ cộng thêm chỉ số này. Cái này như kiểu là theo chỉ số như kiểu game auto chess ấy anh em, cờ nhân phẩm ấy. Đấy, ở đây thì mình có rất nhiều nhân vật, ví dụ như mình sẽ có các cái nhân vật hỗ trợ tấn công đây rồi, cũng khá đầy đủ rồi nhỉ. Thì đấy, cái mình duy nhất mình khó chịu là cái bảng 18 cộng này thôi. Còn có cả đội hình cấp 0 này, sau này có thể nâng cấp đội hình này. Đấy. Rồi. Tức là cái phần trận hình này nó rất là chuyên sâu luôn, từ việc sắp xếp mục tiêu tấn công. Ở đây cho mình phải sắp xếp lại anh em ạ. Đội hình này không ổn. Đây rồi, đấy mình sẽ để đội hình như này. Từ việc là sắp xếp đội trận hình này, sắp xếp thuộc tính này, sắp xếp bí kíp này. Đấy rồi, sau này nâng cấp đội hình. Thật sự phải nói là, nhắc lại lần nữa là cái phần trận hình ở trong game Nhất Đại Tông Sư Mobile này nó cực kỳ chuyên sâu, nó mình cảm thấy nó khác biệt rất là lớn. Đây chính là điểm nhấn lớn nhất của con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này so với những con game thể tướng rảnh tay mình từng chơi trước đây. Những con game rảnh tay mình từng chơi trước đây nó chỉ có chiêu mộ tướng cho bạn vứt vào đội hình, rồi kết hợp sao mà cho nó kích phe lên thôi, rồi nó tự động chiến đấu. Nhưng mà với con game Nhất Đại Tông Sư Mobile này, nó cực kỳ chuyên sâu, nó mang đến một cái sự mới lạ dành cho người chơi ấy.
thực sự rất là hay luôn nhé. Đấy, mình đánh giá rất là cao con Nhớ Đại Tâm Sự Mobile này. Mình nghĩ là đây là một sản phẩm sẽ rất là hot. Thứ nhất là game này là do người Việt sản xuất, cụ thể là Hacker Games kết hợp cùng với Soha Game. Thứ hai, đây là một game có đồ họa thẻ tướng nhé, có đồ họa 3D thật sự là rất là ấn tượng, xoay chuyển góc nhìn, nhiều game là khóa cứng góc nhìn luôn. Thứ ba là game này cái phần trận hình rất là chuyên sâu, mang lại một cái lối chơi thực sự rất là mới lạ, thậm chí là các bạn để thay đổi vị cách tấn công ngay trong trận đấu này. Có game nào làm được như này không? Đấy, có game nào làm được này không? Đấy, chả có game nào làm được như vậy luôn. Thế các bạn, từ trước đến nay mình chưa thấy có game nào cho phép anh em tùy chỉnh mục tiêu như cụ thể như kiểu con game Nhất Đại Tâm Sự Mobile này. Đấy. Trước tiên là ba cái yếu tố này là đang hấp dẫn mình nhá. Còn sẽ có một số cái nữa mình muốn tìm hiểu như kiểu là các hoạt động hàng ngày trong game đi. Thì chúng ta có phần hành tẩu này. Ở đây mình thấy rất là nhiều các tính năng nhá, như kiểu là cáo thị này, hoa sơn lượng kiếm này, hiệp khách đảo này, bí cảnh, cấm địa, đơn đấu huyết chiến, leo tháp, cũng khá là đầy đủ đấy. Tất nhiên là để có thể trải nghiệm được thì chúng ta phải vượt ải cơ thì mới mở ra. Game thì cũng có thể ứng VIP nhá. Cái VIP này thì mình nghĩ là bình thường thôi. Cao nhất sẽ là cấp VIP số 15. Cái này thì mình không nói, cái này tùy anh em chơi thôi. Rồi tính năng môn phái này, chúng ta sẽ có liên minh, ngũ hành trận, ngoại đường, chiêu mộ thương quán, thiết tượng, cao thủ đường. Cái này như kiểu là danh sách nhân vật. À, cái này là kiểu nâng cấp nhân vật ấy. Đấy, thì vậy thôi, mình cũng gọi là trải nghiệm nhanh cho anh em thấy về con game, một con game mới sắp ra mắt của Soha Game cùng với Hacker Games có tên gọi là Nhất Đại Tâm Sự Mobile nhé. Một con game thẻ tướng rảnh tay nhưng mà thật sự là rất là ấn tượng. Nhắc lại ba cái điểm ấn tượng của Sói Bạc về con Nhất Đại Tâm Sự Mobile này nhé. Đầu tiên là game của người về sản xuất, nói về đề tài kiếm hiệp. Đấy, cụ thể là của Soha Game cùng với Hacker Games là một cái yếu tố mình nghĩ là anh em sẽ ủng hộ này. Thứ hai, đồ họa 3D chiến đấu có thể xoay chuyển góc nhìn, hiệu ứng rất là đẹp luôn, thật sự rất là đẹp, nhân vật vẽ cũng rất là chi tiết, rất là ok nha. Thứ ba đó là phần trận hình chiến đấu cực kỳ chi tiết, nhiều tùy biến, nhiều chiến thuật để các bạn sắp xếp kết hợp đội hình so với rất là nhiều những con game nhập vai thể tướng rảnh tay khác. Thì và thứ tư thôi, mình cứ gọi là khen đi, mặc dù mình chưa trải nghiệm nha, là game cũng rất là nhiều các cái tính năng hoạt động này các bạn trải nghiệm hàng ngày. Như vậy thôi. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nhé. Bạn nào thì thú vị, đừng quên like, share, chia sẻ video này. Cũng như nếu như bạn quan tâm đến game Nhất Đại Tâm Sự Mobile này thì các bạn có thể vào fanpage của game này để tìm hiểu thêm thông tin nhé. Game hiện tại đã có fanpage ở trên Facebook rồi, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tìm hiểu thêm thông tin. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nhé. Tạm biệt anh em, đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.